Hello Việt Anh đây. Đây sẽ là part 2 để tiếp nối cho part 1 của chuyến đi quân sự lần trước. Nhưng mà mình kiểu siêu bận nên bây giờ mình mới có thời gian làm nốt được. Và hôm đấy thay vì ăn cơm bếp thì chúng mình quyết định order cơm gà ngoài và nó thực sự rất ngon ý. Và có một điều bất ngờ tối hôm đấy. Và đó chính là sinh nhật của Linh Giang aka cô gái mắng trắng như là hát. Mọi thứ về buổi tối ấy vẫn rõ như in trong mình bây giờ. Mấy con kền kền đang rất muốn chèn cái bánh rồi đấy. Và tất nhiên không thể thiếu tiết mục ăn bánh sinh nhật rồi. Nhưng mà trước đó, chiếc bánh sinh nhật to đùng thế kia mà không chụp ảnh sống ảo thì đúng là phí. Mọi người nghe được cái tiếng con Nguyễn Phương Linh cười khẳng khẳng làm sao không? Giới thiệu mọi người, đây sẽ là toàn bộ thành viên tổ chính, những người mà mình sẽ luôn cùng đồng hành và gắn bó trong 4 năm học sắp tới, tiếp tục ở Đại học Y Hà Nội. Mình có thấy là toàn trai xinh gái đẹp và toàn những con người siêu dễ thương, siêu năng động không? À đừng quên mất nữa là mọi toàn siêu giỏi nhá. Trước mặt mọi người, cái con mà xoay quạt ấy, nó là huy chương vàng Aicho đấy. Ôi đừng nói hồi nữa. Ăn chung đi nhở? Muốn là cầm một cái thìa đi. Đúng rồi. Nó phải ngắt. Chụp hình đi. Mày lấy cái đĩa gì? Muốn là cầm một cái thìa. Mày không cần phải bắt, không cần phải đĩa gì hết đâu. Cứ mua thôi. Thằng tổ chín phát thìa trước chứ phải nó hành. Em à. Ta là lấy rồi. Trời ơi. Em tổ chín này. Em tổ chín. Mọi người quay vòng tròn đi. Đây. Anh ơi. Ôi, sao chị đi. Giống không? Em mời mẹ à? Ba má gọi. Bọn con tổ chức sinh nhật. Ôi à bố. Đang ngồi chiếu. Thằng Lưu Châu Kio. Ê kiểu hát như người ông say rượu ấy. Kền kền đã xôi hết bánh ngọt. Bây giờ chúng mình sẽ ăn bánh ngọt như người ông say rượu và hát linh tinh. Nói lời thì thầm những điều thật thà, anh cứ trong tim anh. Những chặng đường dài ngỡ mình bên ngoài đã một lần gục ngã. Tháng tư gọi em người Khung nhà mà đang giữa chiều mùa hàng để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Chẳng chẳng đường dài nữa mình bên ngoài đã một lần gục ngã. Những cánh hoa phai tàn tơi đây. Em có bay xa, em có đi xa đây. Anh đi đôi chân mơ.
và đến với sẽ lâu chưa trên con đường mình đã chọn. Thầy chào cô gái tháng tư của anh ta. Mời thì chúng mình hát hay không? Đúng kiểu ca sĩ đi học y. Nhóm ca sĩ này học y xong sẽ debut nha. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chua. Chả chưa bao giờ có lỗi. Hai nốt Mariah Carey cũng phải chịu thua. Ê mọi người comment hộ mình bài này là tên là gì đúng không, kiểu tự nhiên nghe lại không thể nhớ ra được tên bài hát này, nghe hay vậy. Hát hay chưa kìa. Bài hay ấy. Không biết bài này. Xong tự nhiên lại chuyển thể loại. Mời một người ăn bánh nhá. Đêm đấy chúng mình trò chuyện đến rất muộn và chúng mình kiểu nói về mọi thứ. Chúng mình sẽ đi ngủ không? Chúng mình sẽ ôn thi đêm. Chăm chưa? Đêm đấy không hiểu sao đi ngủ rất muộn mà may vẫn dậy được để đi trực. Mình trực ca gần sáng, kiểu chắc là tầm 4 giờ rồi chảy. Khá là buồn ngủ thế nhưng mà cảm giác này cũng khá là thú vị. Hôm đấy chủ yếu chúng mình tập trung một sân xong một kiểm tra mấy cái bài như là bắn súng hoặc là bò trườn đấy. Sau khi mọi người kiểm tra xong, mọi người có thể kiểu chụp ảnh lưu niệm xong rồi kiểu đi chơi. Mọi người tranh thủ đá nốt bát mì tôm cuối cùng ở doanh trại.
Và tối mấy chúng mình có một chương trình giao lưu văn nghệ các anh chị của Học viện Quân y, thế nên là mình cũng đang tất bật chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Sẵn sàng chưa? Và mời mọi người cùng thưởng thức những tiết mục tối hôm đấy nhé. Trông như đi concert. Bắt quả tang. Cho em con được một cốc sữa tươi như nụ cười của anh. Các bạn chảy vãi, các bạn thực tập trong một buổi sáng ấy. Và đã đến phần cuối của chương trình. Đây là phần Dance As It Is Relax. Và tối hôm đấy mấy tổ đã họp nhau lại liên hoan. Chúng mình order rất nhiều đồ và bày hết một cái sân đá để mọi người kiểu nhảy vào ngồi cùng để ăn. Em vào cuộc không? Thèm chưa? Và cuộc vui nào thì cũng sẽ đi đến hồi kết. Hôm nay đã là ngày cuối chúng mình ở đây rồi. Chúng mình pack hết đồ đạc và lên xe trở lại Hà Nội.
một tuần tưởng như là kiểu bắt buộc phải đi, nhưng hóa ra là những cái kỷ niệm rất đẹp của chúng mình. Thế là chúng mình ngẩn người ra và tự hỏi tại sao thời gian lại trôi nhanh như thế. Sao nhưng mà đây là chấn thương của tớ, đây là rất nhiều mối đốt của... Mặc kệ những xây xát về mặt thể chất cũng như là những lần bị bụi đốt thì chúng mình thực sự rất yêu khoảng thời gian ở đây. Và đây là cánh tay của... Hãy cùng nhau nhìn lại những bức ảnh của chúng mình nhé. Trải qua rất nhiều cảm xúc cùng nhau, mình tin rằng đây sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp nhất trong thời sinh viên của mình.